Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2024, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Đắk Lắk Murungiri Dakmoruko tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Murungiri, Vương quốc Campuchia. Tham dự chương trình có đại diện Ban dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk và đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối. Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động khám tổng quát, tầm soát các bệnh về tim mạch, hô hấp, bệnh lý tai mũi họng, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 công nhân, trồng cây xanh, tặng thuốc phòng chống muỗi, tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 65 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tìm hiểu văn hóa nước bạn Campuchia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2024, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế của đoàn viên thanh niên trong quá trình hội nhập, đồng thời góp phần thực hiện tốt chương trình hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Murungiri nói riêng, hai nước Việt Nam, Campuchia nói chung.